Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV tiếp tục cập nhật về thông tin vui của cặp đôi hiện tại rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và ủng hộ, đó là cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long. Hiện tại thì ca khúc Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím được thể hiện bởi Tuyết Nhung và Giác Long, hay còn gọi là Công Chúa Bánh Mì và Hoàng Tử Bánh Bò. Hiện tại trên kênh YouTube của Phạm Tuyết Nhung Singer đã đạt gần 140.000 lượt xem. Đây là thông tin rất là vui, phải không cô chú anh chị? Và sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian sắp tới. Vì vậy cô chú anh chị nào chúng ta chưa nghe ca khúc này, hãy vào kênh YouTube của Phạm Tuyết Nhung Singer để chúng ta nghe bài hát sự kết hợp của Tuyết Nhung và Giác Long, Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím, một ca khúc được thể hiện rất là hay và trò chuyện rất là vui của cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long. Tối ngày hôm qua thì Giác Long cũng đã chính thức công chiếu ca khúc mà Giác Long cùng với Tuyết Nhung thể hiện trong đêm nhạc Đêm Tâm Sự ngày 9 tháng 5 tại phòng trà không tên, đó là ca khúc Sao Út Nở Vội Lấy Chồng. Đây là ca khúc được rất là nhiều cô chú anh chị ngợi khen trình diễn của Tuyết Nhung cũng như Giác Long. Mời cô chú anh chị nghe phần biểu diễn của Tuyết Nhung và Giác Long. Ủa, cô bánh mì đi đâu vậy? Cô bánh mì mới đi bán bánh mì về nè. Bữa nay bán đắt hay sao, đi qua đây xong tươi vậy? Đó, cả nhà cũng đã nghe mở đầu của ca khúc Sao Út Nở Vội Lấy Chồng. Ca khúc này hiện tại trên kênh YouTube của Giác Long Official đã đạt 21.000 lượt xem sau hơn 10 tiếng đồng hồ công chiếu trên kênh YouTube của Giác Long Official. Vì vậy cô chú anh chị chúng ta hãy vào kênh YouTube của Giác Long Official để nghe ca khúc được thể hiện bởi Tuyết Nhung và Giác Long. Và đừng quên đăng ký kênh cho Giác Long Official cũng như đăng ký kênh cho Tuyết Nhung, đó là Phạm Tuyết Nhung Singer, để chúng ta có thể nghe được những sản phẩm mới khi mà Tuyết Nhung và Giác Long sẽ up lên kênh của mình. Nói về ca khúc Sao Út Nở Vội Lấy Chồng thì rất là nhiều cô chú anh chị khán giả đã rất là ngợi khen khi màn trình diễn của Tuyết Nhung và Giác Long với ca khúc này. Ai rồi cũng có gia đình, cha mẹ, anh em. Dù chỉ có Tuyết Nhung một thân một mình tự bươn chải lo cuộc sống gia đình, vì mẹ của Tuyết Nhung bị bệnh nên bé phải lo hết. Vậy nên mọi người yêu thương Tuyết Nhung nhiều hơn. Cặp đôi hoàn hảo. Có thể Phi Nhung đã linh thiêng âm thầm tạo nên một cặp đôi song ca hoàn hảo mới để tiếp nối cặp đôi huyền thoại Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Càng xem càng thích cặp đôi này. Hôm nay hai anh em mặc trang phục dân miền quê dễ thương lắm luôn. Sao Út Vội Lấy Chồng, Giác Long Tuyết Nhung nói lời thoại quá hay, ca diễn quá tuyệt vời. Hãy ủng hộ đôi bạn diễn trẻ thật nhiều nhé mọi người ơi. Hai em cứ việc song ca với nhau thật hay, còn việc cài view để khán giả yêu thương hai em sẽ làm. Tuyết Nhung Giác Long hát nghe cảm động quá, hát hay diễn đông đầy cảm xúc tình yêu đôi lứa miền quê. Chúc mừng hai cháu Tuyết Nhung Giác Long hát hay hơn nữa trong những show tiếp theo. Cô chú luôn ủng hộ nhiệt tình
cặp đôi song ca trẻ đẹp, hát hay, ngọt ngào, sâu lắng và dễ thương. Tuyết Nhung, Giác Long luôn luôn ủng hộ hai em, rất tuyệt vời, rất thích hai em song ca với nhau như vậy, rất hay, muốn xem hoài. Chúc mừng hai em, rất mong sẽ có nhiều show biểu diễn của Long Nhung nữa trong thời gian sắp tới. Chờ đợi là hạnh phúc, phải không cả nhà? Bài này cô cũng rất thích, hai con Nhung Long hát hay và dễ thương lắm. Chúc mừng hai con. Vị khán giả Phương Phạm đã có lời bình luận: cặp đôi song ca đầy ấn tượng và tỏa nắng, gây nghiện đến quý khán thính giả khắp mọi nơi. Hai em hát hay, diễn xuất giỏi, chúc mừng hai em. Chị hâm mộ gia đình chị Phi Nhung và nghe nhạc của chị tới bây giờ lại nghe nhạc của hai em mà nghiện rồi, chúc mừng hai em. Một mini show thật sự quá tuyệt vời, chúc mừng công chúa bánh mì và hoàng tử bánh bò đẹp đôi sáng sân khấu. Giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng, tình cảm, dễ thương, càng nghe càng thấy mê cặp này rồi. Từ kênh của cháu Phạm Tuyết Nhung, hát hay, đã say mê giọng hát của cặp đôi. Chúc mừng hai cháu, quá tuyệt vời phải không cả nhà? Đó là những lời bình luận chúc mừng của khán giả gửi đến với cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long. Hay quá hai cháu, một sự kết hợp tuyệt vời. Ba của cháu Tuyết Nhung và mẹ Phi Nhung ở nơi xa, thấy con gái mình đã đi, chúc mừng hai con đã diễn quá thành công. Hai em dễ thương lắm, hãy giữ gìn sự chân chất, hiền lành và thật thà, vốn đã tạo nên thương hiệu độc quyền của hai em trong lòng khán giả. Chúc mừng hai em. Bài hát này sao giống thiệt ngoài đời, quá dễ trời, thương hai anh em bánh bò quá. Hai đứa dễ thương lắm, công chúa bánh mì và hoàng tử bánh bò thương lắm hai anh em nè. Thì cũng có một số cô chú anh chị hỏi bài hát này có giống như Tuyết Nhung thông báo về việc lấy chồng hay không, và việc lấy chồng có thật sự đúng hay không. Thì Tuyết Nhung cũng đã thông báo những hình ảnh về việc Tuyết Nhung cùng với bạn trai đeo nhẫn đôi, cũng như những chia sẻ trước đây là Tuyết Nhung sắp lấy chồng. Sau một thời gian Tuyết Nhung và chồng sắp cưới quen nhau vài năm và đến thời điểm chín mùi thì cặp đôi quyết định thông báo và sẽ tổ chức kết hôn với nhau. Đó là thông tin vui mà Tuyết Nhung muốn thông báo với tất cả cô chú chị khán giả, fan yêu mến mình. Đặc biệt thì Tuyết Nhung cũng đã tâm sự, sự nghiệp ca hát vẫn là quan trọng nhất. Tình duyên đã đến thì kết hôn, nhưng việc kết hôn và việc ca hát là việc Tuyết Nhung luôn coi trọng. Tuyết Nhung sẽ sắp xếp hài hòa công việc của mình và ca hát vẫn là quan trọng nhất. Nói chung là kết hôn, nhưng Tuyết Nhung biết cân nhắc đâu là việc nên làm, đâu là việc phải làm, và việc ca hát thì sẽ không bao giờ sao nhãng. Đó là thông tin vui mà Tuyết Nhung muốn thông báo, muốn gửi đến với tất cả cô chú anh chị khán giả luôn yêu mến và ủng hộ. Thì thời gian gần đây Tuyết Nhung đã trưởng thành hơn. Tuyết Nhung giờ đây giọng hát rất hay, rất ngọt ngào. Tuyết Nhung kết hợp được với nhiều nam ca sĩ như là Giác Long, Trường Giang và một số ca sĩ trong thời gian vừa qua.
thì ca sĩ sẽ luôn luôn kết hợp với nhiều người, đặc biệt là nữ ca sĩ trẻ Tuyết Nhung, giờ đây giọng hát đã trưởng thành. Hiện tại thì việc kết hợp của Tuyết Nhung với Chắc Long được rất là nhiều cô chú chị ngợi khen, và chắc chắn trong thời gian sắp tới cả hai sẽ có những màn kết hợp với nhau trên sân khấu cũng như những sản phẩm mới. Còn về việc đời tư thì ai cũng có cuộc sống riêng, chỉ cần lên sân khấu các bạn trẻ diễn với nhau ăn ý hết mình để phục vụ khán giả, đó là điều tuyệt vời mà các bạn trẻ mong muốn mang đến những sản phẩm âm nhạc, những ca khúc hay để gửi đến với cô chú anh chị. Và việc Tuyết Nhung lập gia đình, theo Tuyết Nhung thông báo, đó là sự thật. Và sẽ bật mí khi thời điểm có ngày đăng ký chính thức. Và theo tiết lộ từ Giono thì tháng 2 năm sau, Tuyết Nhung sẽ chính thức lên xe hoa. Xin chúc mừng Tuyết Nhung cũng như giải đáp một số lời thắc mắc hỏi của khán giả về thông tin sao Út nở vội lấy chồng có giống như là thông báo của Tuyết Nhung hay không. Và quả thật ca khúc này trùng hợp với thời điểm Tuyết Nhung thông báo lập gia đình. Xin chúc mừng Tuyết Nhung cũng như chúc mừng Giác Long, cả hai đã kết hợp với nhau rất tuyệt vời, được rất là nhiều cô chú anh chị khán giả khen ngợi, cũng như những sản phẩm song ca của cả hai trên kênh YouTube của Phạm Tuyết Nhung Singer cũng như kênh YouTube Giác Long Official luôn luôn được khán giả ủng hộ và yêu mến. Mọi người ơi, hãy tiếp tục cày view cho Giác Long và Tuyết Nhung nhé, để những sản phẩm MV này sớm đạt triệu view, để cho các bạn có thêm nhiều động lực để tiếp tục ra mắt thêm nhiều sản phẩm trong thời gian sắp tới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.